Xin chào các bạn. Thì khi mà các bạn có ý định đi du học Singapore, chắc hẳn cái điều quan tâm duy nhất đó là chính sách học bổng của trường như thế nào, ở Singapore có những cái gì dành cho tân sinh viên năm nay hay không. Thì để đáp ứng được cái những cái yêu cầu đó thì công ty du học Tân Đại Dương hàng đầu trong lĩnh vực du học Singapore, và hôm nay Tân Đại Dương sẽ bật mí một cái tin vô cùng hấp dẫn cho các bạn đang nung nấu ý định du học Singapore. Thì với vai trò là đại diện chính thức của trường OSAC International College tại Việt Nam, thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ học bổng hấp dẫn năm 2012 này. Thì lý do các bạn tại sao để mà có thể chọn trường OSAC thì đó là trường có cơ sở vật chất đầu tư riêng cho ngành quản lý du lịch khách sạn, nhà hàng và ẩm thực, thì cơ hội thực tập hưởng lương 6 tháng thì từ 500 cho tới 800 đô la một tháng tại nhà hàng khách sạn trường sẽ tìm cho các bạn, và thời gian học lý thuyết chuyên ngành chỉ từ 6 tới 12 tháng mà thôi. Thì học một chương trình nhận 2 bằng cao đẳng do trường OSAC và tổ chức Anh Quốc cấp bằng. Thì chương trình tiếng Anh nâng cao kỹ năng nghe, nói linh hoạt, thì chi phí học tập thấp và sinh viên Việt Nam sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ đặc biệt từ trường OSAC. Về chương trình học bổng của OSAC thì hỗ trợ đặc biệt dành cho tất cả sinh viên Việt Nam trong năm 2012. Sinh viên sẽ được hỗ trợ 7% thuế giá trị gia tăng từ chính phủ Singapore. Ngoài ra, sinh viên sẽ được tài trợ miễn phí lệ phí thi cho các chương trình chuyên ngành trong năm 2012, tiết kiệm tổng cộng là từ 7,5 triệu đồng, 12 triệu đồng hoặc là 1,7 triệu đồng cho một môn. Thì hỗ trợ học bổng dành cho tất cả sinh viên Việt Nam đăng ký trong năm 2012 này. Nếu sinh viên đăng ký khóa tiếng Anh một cấp độ 4 tháng sau khi học tiếp lên chương trình cao đẳng nâng cao sẽ được tặng học bổng 16,5 triệu đồng, giảm trực tiếp vào học phí chuyên ngành. Nếu sinh viên đăng ký khóa tiếng Anh 2 cấp độ 8 tháng sau khi tiếp lên chương trình cao đẳng nâng cao sẽ được tặng học bổng là 25 triệu đồng, nhắm trực tiếp vào học phí chuyên ngành. Ngoài ra, OSAC còn dành tặng những cái suất học bổng năm 2012 dành cho sinh viên Việt Nam đạt thành tích học tập xuất sắc 2 suất trong mỗi 6 tháng là có 1 suất, thì trong năm sẽ là có 2 suất học bổng trị giá lên đến 100 triệu đồng, quá hấp dẫn đúng không các bạn? Thì điều kiện để nhận học bổng này đó là điểm trung bình mỗi năm phổ thông trung học phải từ 8 chấm trở lên, và yêu cầu là 3 năm phổ thông trung học. IELTS phải từ 6 chấm hoặc là TOEIC 550. Bài luận về học bổng thì tùy thuộc vào sự chấp thuận của ban quản lý nhà trường. Thì đăng ký gói cao đẳng nâng cao, nhà hàng, đầu bếp, học bổng 100 triệu đồng sẽ được trừ vào học phí khi sinh viên học tiếp lên chương trình cao đẳng nâng cao, nhà hàng và đầu bếp. Thì sinh viên phải đạt các điều kiện yêu cầu về mức chuyên cần là 90%, đạt ít nhất 75% số điểm trong suốt quá trình học cao đẳng. Thì một cái tin thật là quá là hấp dẫn đúng không các bạn? Thì hy vọng Tương Lại Dương sẽ chia sẻ cái học bổng của trường OSAC, thì sẽ có thêm thông tin cho các bạn về một trường nữa để chuyên ngành du lịch khách sạn. Thì mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline là 3848 4879, hoặc là truy cập website tuyendaiduong.edu.vn, chuyên mục là du học Singapore. Xin cảm ơn.